Cuối tháng 9 tới, Giải thưởng Lãnh đạo Công nghệ Thông tin và An ninh Thông tin Đông Nam Á 2014 ASEAN CIO CSO Award sẽ được công bố. Đây là giải thưởng thường niên tại khu vực nhằm tôn vinh các lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và an ninh thông tin tại các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và doanh nghiệp có những đóng góp nổi bật và thiết thực vào hoạt động của tổ chức, đơn vị. Giải thưởng do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tổ chức hiệp hội thực hiện. Dù đây là lần thứ 10 được tổ chức và là giải thưởng mang tính khu vực, nhưng theo thông tin được IDG Đông Nam Á công bố chưa lâu, hội đồng bình chọn giải đều hầu hết là người Việt Nam. Thay vì cái vai trò họ nằm trong hội đồng bình chọn, thì chúng tôi xây dựng mạnh cái hội đồng cố vấn là người nước ngoài. Thì những hội đồng cố vấn này giúp ích rất nhiều và chịu trách nhiệm đánh giá đối với hội đồng bình chọn. Còn lúc mà bình chọn đưa ra tiêu chí phân tích đánh giá và trao đổi thảo luận thì cái đó nó trao đổi rất là nhiều và cái trình bày rất nhiều, thì do đó những người là chuyên về Việt Nam và cái tính pháp lý cũng vậy, tổ chức Việt Nam thì phải do người Việt Nam chịu trách nhiệm. Qua 9 lần tổ chức, CIO và CSO Award đã vinh danh 101 CIO và 51 CSO trong khu vực Đông Nam Á. Cây kéo này đã nhiễm bức xạ ra sao bởi những thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011 tại Nhật Bản? Nếu đọc các chỉ số đo lường nhiễm bức xạ về nó, thì người bình thường cũng khó lòng hình dung được. Để trực quan hơn, họa sĩ Masamichi Kagaya và giáo sư Satoshi Mori, Đại học Tokyo, đã quyết định thể hiện nó bằng hình ảnh. Các mẫu vật nhiễm bức xạ tại khu vực gần nhà máy Fukushima được thu thập, đưa về đo bức xạ và in ra bằng hình ảnh, với sắc độ từ đen đến xám và trắng. Theo tỷ lệ nhiễm bức xạ từ cao đến thấp, ví dụ như con rắn chết này chẳng hạn. Không phải vấn đề mức độ bức xạ đến đâu mà thực sự các tế bào chúng ta đang bị ảnh hưởng xấu bởi nó. Bức xạ thấp thì ảnh hưởng trên da, mức độ cao hơn sẽ thâm nhập vào cơ thể chúng ta và ở lại trong một thời gian dài. Tôi muốn mọi người nhận thức được chúng ta đang sống trong môi trường nhiễm bức xạ như thế nào. Những hình ảnh trực quan về nhiễm bức xạ được nhóm tác giả triển lãm trong một chương trình mang tên Bức xạ từ Fukushima từ hồi cuối tháng 4.